Chị Diễm ơi, một câu hỏi cuối cùng dành cho chị Diễm trong chương trình ngày hôm nay đó là em đã từng nghe khách hàng hỏi và chính bản thân em cũng đồng tình với khách hàng là trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay nè, thì tham gia bảo hiểm rồi á, kinh tế khó khăn tiền đâu mà đóng. Rồi tình hình dịch bệnh này á, tham gia bảo hiểm có được nhận quyền lợi bảo hiểm hay không? Thì chị Diễm không biết là đã từng nghe khách hàng hỏi như vậy hay chưa và chị Diễm xử lý như thế nào? À, đúng rồi Huyền Linh, thì trước đây có nhiều khách hàng cũng có những câu hỏi y chang như Linh vậy. Và sau khi mà Diễm tư vấn và tìm hiểu hồi lâu thì mới được nhận ra một điều, đó là không phải là tiền bạc nữa, mà là khách hàng sẽ quan tâm lo lắng về sức khỏe, về ốm đau bệnh tật, rồi như trong trận đại dịch vừa qua và sau đại dịch thì khách hàng đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm giúp cho gia đình họ, và họ đã nhanh chóng đồng ý để có thể tham gia bảo hiểm với bên mình. Với AA mình cũng đã kịp lúc cho ra đời hai cái công cụ đặc biệt nhất và tối ưu nhất, đó là công cụ Remote Sale và cái bảo hiểm UL4 này đã giúp cho khách hàng được bảo vệ trọn vẹn và an tâm hơn. Và đâu đó trong tháng vừa qua thì Diễm đã có gia đình của khách hàng từ bên Nhật về. Khi mà trước dịch thì bạn thấy là ở Việt Nam mình yên ổn, bạn ở nước ngoài thì ở bên Nhật rất là dịch bệnh rất là căng thẳng nên bạn quay về Việt Nam. Nhưng không may là bây giờ ở Việt Nam mình lại căng thẳng hơn, nên là bạn đã quyết định tham gia với bên Diễm ba cái hợp đồng bảo hiểm cho gia đình của bạn. Và ba thành viên trong gia đình đều có đầy đủ ba cái thẻ chăm sóc sức khỏe bảo lãnh miễn phí. Và bên cạnh một gia đình của bạn ở bên Hàn quay về Việt Nam mình dự định là định cư ở Việt Nam sẽ bình an. Nhưng không ngờ vừa qua trận đại dịch lớn này đã giúp cho khách hàng hiểu rõ hơn và cũng đã tìm hiểu và liên hệ với Diễm để Diễm có thể chốt được 4 thành viên trong gia đình với UL4 này, và bên cạnh với 3-4 cái thẻ chăm sóc sức khỏe bảo lãnh viện phí này giúp cho khách hàng, để khách hàng quan tâm về cái song hành y tế Medic, nên là Diễm cũng đã được đồng ý chốt ký hợp đồng với Diễm trong tháng vừa qua với hai gia đình của người những gia đình trẻ và từ nước ngoài quay về Việt Nam của mình. Đó là những cái trải nghiệm mà Diễm đã được khách hàng hài lòng và an tâm hơn trong thời gian dịch bệnh vừa qua. Bởi thế nên thời gian vừa qua Diễm giúp rất là nhiều gia đình khách hàng như thế, đã giúp cho Diễm được thêm một cái kết quả ghi nhận vừa rồi của Diễm, đó là đạt thành viên MDRT 2022 sớm. Và với 11 lần đạt MDRT như thế, nhưng lần này Diễm vẫn rất là háo hức để mình tiếp tục là thành viên MDRT trọn đời tại AA Việt Nam. Và đầu tiên em cũng xin được chúc mừng chị Diễm đã đạt MDRT sớm 2022 chị ha. Sau khi những gì mà chị Diễm chia sẻ trong suốt chương trình này, Thùy Hiền Linh cảm nhận rằng là chị Diễm mang cái tâm thế khi đi gặp khách hàng, đó là mang đến cái quyền lợi bảo vệ tốt nhất, trọn vẹn nhất cho gia đình họ. Đó là điều chị Diễm mong muốn, chứ không phải là tôi đến tôi gặp khách hàng, tôi hẹn gặp với anh để mục đích là tôi chốt hợp đồng để mình có thu nhập của mình để đạt MDRT, mà chị lại mang đến cái tâm thế là họ, chị đang rất đồng cảm với cái gia đình khách hàng đó là đang cần được bảo vệ, đúng không chị? Và trong chính cái đợt dịch bệnh này thì người khách hàng lại càng nhận thấy rõ hơn được cái nguy cơ, những cái rủi ro trong cuộc sống, nên chị Diễm đã tiếp cận khách hàng vào ngay thời điểm này thì em thấy rất là hợp lý. Bởi vì cái điều lo lắng trước mắt của họ, cái bề mặt thôi, bề mặt nổi thôi, đó là về vấn đề tài chính, đúng không ạ? Nhưng cái bề mặt sâu, cái phần chìm ở dưới đáy á, đó là những cái rủi ro trong cuộc sống, như là dịch bệnh là trước mắt nè, và còn sâu xa hơn đó là những cái rủi ro như là ốm đau, bệnh tật, ung thư, bệnh hiểm nghèo. Nên chị Diễm đã đi được vào cái tầng sâu, cái nỗi lo sâu hơn ở bên trong và đi chính xác cái điều mà họ quan tâm. Nên em nghĩ rằng cái câu từ chối đầu tiên đó là vấn đề tài chính, nó sẽ được xóa tan nếu mà mình đi vào đúng vấn đề cái nhu cầu của họ đang cần, cái nỗi lo của người khách hàng, đúng không chị? Cảm ơn chị Diễm ạ.
Và thưa các anh chị, Linh thấy được những cái điểm hay của các anh chị đó như sau là: thứ nhất là Linh chưa cần biết đến cái câu giải thích như thế nào, nhưng mà quan trọng là người ta nói là quan trọng là thần thái các anh chị ha. Linh thấy thần thái, cái cách mà trả lời câu hỏi của khách hàng của hai anh chị rất là tự tin, rất là bình tĩnh. Và thường á, khách hàng họ đặt ra câu hỏi nào á thì chúng ta đừng có quá lo lắng, mà dù cho bất kỳ sản phẩm nào nha, Linh thấy là dù là ILB 3 hay là UL 4 hay là bất kỳ sản phẩm nào, Linh thấy chung quy lại những cái câu hỏi này nó cũng giống như những ngày đầu tiên mà chúng ta đi học bảo hiểm, chúng ta cũng nghe những vấn đề về lãi suất, về thời gian sau đáo hạn quá dài, nó cũng gần giống nhau hết, nhưng mỗi sản phẩm nó sẽ có một cái đặc trưng riêng, một tí nó khác nhau thôi. Nhưng mà nhìn Linh quay lại vấn đề đó là quan trọng thứ nhất đó là thần thái, thứ hai là các anh chị đừng bao giờ để bị cuốn theo những cái câu hỏi của khách hàng như về lãi suất để chúng ta cố gắng đi giải thích theo cái đó, mà chúng ta hãy quay về cái trọng tâm chính trong bảo hiểm, đó là chính là giá trị nhân văn nhất, mà không có ngành tài chính nào, ví dụ như ngân hàng hay các ngành đầu tư nào dám cam kết đảm bảo là vừa bảo vệ mà lại có thêm một cái khoản tích lũy đảm bảo giống như bảo hiểm, mà trong khi đó thì mình lại đang trả cái mức cao hơn so với cái mức mình đảm bảo, đúng không các anh chị? Thế nên khi nghe những thắc mắc này thì các anh chị đừng lo lắng ha, mà chúng ta hãy tự tin về giá trị, về công việc và sản phẩm mà chúng ta đang mang đến cho khách hàng của mình. Và cũng đừng quên sử dụng những cái công cụ như mà hồi nãy các anh chị tư vấn viên ngày hôm nay đã nhắc, đó là SHC hoặc là iPlan, đặc biệt là iPlan, đó sẽ là những cái công cụ trợ thủ rất là đắc lực để chúng ta cùng đồng hành với khách hàng, cùng hiểu với khách hàng và giúp khách hàng nhận thấy rằng là đây chính là cái sản phẩm họ cần, đây chính là cái sản phẩm rất đáng đồng tiền bát gạo đối với gia đình họ, nên đó là sản phẩm họ theo họ càng lâu, càng dài, thời hạn càng dài, quyền lợi bảo vệ càng cao, nhiều sản phẩm bổ sung, thì đó là điều mà mình đang mang lại quyền lợi tốt nhất cho gia đình họ. Và đừng quên là chúng ta đang mang đến với tâm thế là muốn cùng với gia đình họ, chứ không phải là chúng ta với tâm thế là một vội vàng để chốt hợp đồng các anh chị ha. Cảm ơn những cái giải đáp, những cái chia sẻ rất là thiết thực của chị Diễm cũng như là của bạn Nhung. Các anh chị thân mến, với những câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình AATP với chủ đề giải đáp thắc mắc và chốt hạ hợp đồng cùng giải pháp bảo hiểm trọn vẹn cân bằng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các anh chị và đặc biệt cảm ơn hai vị khách mời đã có những chia sẻ rất thiết thực và ý nghĩa trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình, Linh xin chúc các anh chị luôn có một sức khỏe tốt, một tâm thế vững vàng và một quyết tâm cao độ trong quý 4 để chúng ta băng băng về đích trong quý 4 cuối năm này nhé các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.